Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO nhé. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn một cái chương trình iDrop nữa, đó là con Monstera. Đây là một dự án mạng BSC mọi người nhé. Dự án này sẽ chia sẻ khoảng 103.940 token MSTR, tương đương với khoảng 15.600 đô la giá của IDO các bạn nhé. Từ dự án này thì sẽ có khoảng 1.200 slot, tức là top 200 và 1.000 bạn random, tức là nó sẽ quay ngẫu nhiên phát 1.000 ví may mắn nhất. Chúng ta vẫn làm ở trên nền tảng glem.io. Bạn nào mà chưa có tài khoản glem.io thì mọi người nhớ đăng ký cho mình một cái tài khoản nhé. Các bạn có thể login bằng cái mạng xã hội, tất cả các mạng xã hội để các bạn có thể login được. Các bạn phải vượt qua captcha nhé, dạo này nó đánh captcha liên tục ấy mọi người. Cái thuyền này, đâu để có cái thuyền để các bạn tích vào nhé. Còn 32 đây nữa, tầm 1 tháng nữa nhá, cho mọi người làm nhá. Ở top rep thì có nhận được thêm. Đấy. Còn ở dưới này thì chúng ta sẽ ưu sinh với Twitter nhá. Đấy, các bạn ấn vào lưu, tên, email, ngày tháng năm sinh, lưu. Ở đây thì chúng ta sẽ follow cái Twitter này. Những cái dự án iDrop này thì chúng ta sẽ chỉ cần làm theo một số nhiệm vụ ở trên mạng xã hội thôi mọi người nha. Chúng ta vẫn sử dụng ví MetaMask nha mọi người. Ở dưới này thì nó có rất là nhiều cái nhiệm vụ và chúng ta sẽ làm từ từ nha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm từ từ từng nhiệm vụ một. Mấy cái nhiệm vụ này cũng khá là đơn giản thôi, mọi người có thấy link thì mọi người có thể làm được luôn. Nó chỉ yêu cầu mình theo một số mạng xã hội thôi, Twitter này, Telegram này. Đấy, mọi người ấn continue nhé. Redfin này, cái nào nó làm rồi thì nó thích tích về thôi, còn không thì nó lại hiện ra cái link cho mình làm đây, thì mình sẽ ấn vào đây để Redfin nhé. Redfin, quay lại ấn continue. Cái này thì everyday, các bạn Redfin hàng ngày ấy, thì sau đấy thì mọi người có thể nhận được 2 point trên một ngày. Các bạn có thể thỉnh thoảng nếu mà các bạn rỗi, mọi người lưu lại nhé. Sau mỗi ngày các bạn vào đây like cho nó và red chuyên cho nó một cái. Quay lại phần profile nha, chúng ta sẽ thấy một cái link mà chúng ta red chuyên ở đây. Chúng ta copy này, dán ở đây nhé. Cái này thì là twist, cái này thì là chúng ta có thể làm từ từ nhé, tại vì là Twitter nó hay đánh spam. Mọi người nhớ là chúng ta làm từ từ thôi nhé. Đấy, thì thoảng chúng ta truyền phát thôi. Đấy, cái này thì chờ tí nữa chúng ta làm nhé. Ở dưới này thì chúng ta join group chat trước. Các bạn đừng có red truyền nhanh quá nhé, tại vì nó sẽ đánh spam mình ấy. Cái tài khoản Twitter của mình sẽ ảnh hưởng đó. Vì thế cho nên là mọi người nhớ là chúng ta sẽ red truyền từ từ nhé. Đấy, chúng ta ấn vào join group nhé. Đâu rồi má, trời ơi, join group mà nó cứ chơi ra vậy. Đây, ok, chúng ta sẽ đánh tên vào đây nha. Ví dụ tên của mình là Diệp Vấn 200. Đấy, dưới này cũng y chang như thế đó. Cũng đánh vào đây. Các bạn có thể copy nhé. Rồi, bên này thì mọi người nhớ theo cho nó nhé, nhớ theo dõi group nhé. Quay lại đây thì chúng ta comment này, thì chúng ta sẽ ấn vào cái link ở đây nhé. Tiếp tục là chúng ta join một cái group nữa nhé. Rồi, yêu cầu chúng ta comment ở cái group này. Chúng ta vào đây comment cho nó một cái nhiệm vụ, một cái bình luận tốt về cái dự án của nó nhé. Rồi chúng ta copy lấy link nhé, dán vào đây. Hàng ngày thì chúng ta hình như là vẫn vào đây, đấy, vẫn bình luận được nhé.
đấy, được thêm thêm point đấy. Mọi người muốn bình luận thì mọi người vào bình luận nhé. 3 giờ chúng ta vào bình luận một lần đấy, chúng ta cũng kiếm điểm được luôn. Đây chúng ta like cho nó một cái nhé. Đấy, có những cái dự án AirDrop nha thì chúng ta không cần phải làm nhiều mọi người ạ, chúng ta chỉ làm một lần thôi và sau đấy chúng ta sẽ chờ kết quả để nó xem là nó mình có trúng hay không. Như cái dự án này thì nó có một số hai cái nhiệm vụ là retweet hàng ngày cũng như là bình luận hàng ngày ở trên Telegram cũng như là trên Twitter để chúng ta kiếm thêm điểm ấy. Thì mọi người nếu mà rảnh ấy thì các bạn có thể vào làm thêm nhé. Càng nhiều điểm thì chúng ta sẽ tăng cơ hội càng nhiều để chúng ta có thể gì nhỉ, chiến thắng phải không mọi người. Đấy, ở đây chúng ta ấn vào continue. Ở đây thì chúng ta sẽ dán ví nhá, chúng ta vẫn sử dụng ví BEP20, ví Binance Smart Chain ở trên MetaMask, hoặc là các bạn có thể dán ví Trust Wallet nhé. Ở dưới này thì chúng ta giới thiệu bạn bè, sẽ có một cái link giới thiệu bạn bè và mỗi bạn nhận đăng ký sẽ nhận được 4 point nhé mọi người nhé. Đấy, thì còn cái retweet này mọi người ở chuyên này mọi người chuyên nốt một cái này, quay lại đưa các bạn ấn vào continue nữa là xong. Đấy, kết thúc nha mọi người nhé. Đấy, cái này dự án này thì mọi người có thể làm thỉnh thoảng các bạn vào retweet cũng như là bình luận để chúng ta kiếm thêm điểm nha mọi người nha. Còn 32 giây nữa mới kết thúc mà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nha. Link mình sẽ để ở bên dưới video phần mô tả hoặc là phần hiển thị thêm cho các bạn cùng tham gia dự án này nhé. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn ở dự án này và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.